đền đáp cha mẹ, cứu đại đồng. Về núi tĩnh tu đẹp tuyệt trần, ngồi thiền quán chiếu thấu hồng trần, tác ý ngày đêm như giết giặc, quán tâm diệu tổ đại thành công. Về núi tĩnh tu đẹp tuyệt trần, phủi vũ bụi đời vạn kiếp nhớ, thanh lọc sạch sẽ tâm cấu nhiễm, thanh cao thanh tịnh vui vô bờ. Về núi tĩnh tu đẹp tuyệt trần, bao đời khốn khổ cảnh mê tân, giờ đây tỉnh giấc cơn mộng ảo, mới hay kiếp sống tựa phù vân. Tuyệt trần bao đời khốn khổ cảnh mê tân, giờ đây tỉnh giấc cơn mộng ảo, mới hay kiếp sống tựa phù vân. Về núi tĩnh tu đẹp tuyệt trần, suốt đời chạy đuổi sắc dục tham, giờ ngồi giác tỉnh trong nắng sớm, mới hay hầm lửa lại thêm than. Về núi tĩnh tu
đẹp tuyệt trần. Ngồi thiền khóm trúc thật trong lành, từng hơi thở nhẹ an lạc trú, quán sâu ngủ quận thánh trí sanh. Về núi tịnh tu đẹp tuyệt trần, đã từng mơ ước biết bao lần, nay được trở về nhà hiền trí, cùng tử gặp cha vui sum vầy. Cùng tử gặp cha vui sum vầy, ứa lệ tuôn trào dạ thiết tha. Vô lượng kiếp qua sanh tử mãi, nay kẻ làm nhà đã nát thay. Nay kẻ làm nhà đã nát thay, vô minh khát ái thải tiêu vong, hôn mê khao khát không còn nữa, an lạc tịch tịnh tại nơi này. Về núi tịnh tu đẹp tuyệt trần, đã từng mơ ước biết bao lần, nay được trở về nhà hiền trí, cùng tử gặp cha vui sum vầy. Cùng tử gặp cha vui sum vầy, ứa lệ tuôn trào dạ thiết tha. Vô lượng kiếp qua sanh tử mãi, nay kẻ làm nhà đã nát thay. Cảm nhận hơi thở,
cảm nhận cơ thể. Cảm nhận cảm giác toàn thân. Hít vào, an tịnh lắng dịu. Thở ra dễ chịu, ngọt ngào. Giây phút này thật là bình yên. Khoảnh khắc này thật là an tịnh. Không gian này thật là mát dịu, dễ chịu. Đồi núi này thật là thanh lương. Thật là thanh tịnh. Thật là thanh bình. Đời sống này thật là thanh cao, cao đẹp. Con chưa bao giờ Con chưa bao giờ Con chưa bao giờ trải nghiệm những giây phút như vậy. Đức Thế Tôn ơi, đời sống viễn ly thật là nhẹ nhàng. Chú xứ xa vắng thật là bình yên.
Chúng con đang trở về ngàn xưa. Chúng con đang vượt qua thiên niên kỷ, trở về với cội giác ngộ. Chúng ta ngẩng mặt nhìn lên cội cây giác ngộ này. Chính những cội cây này chính ở dưới những gốc cây này chính ở dưới những tàn cây này Đức Thế Tôn đã thiền định ngày đêm. Chính là dưới những tàn cây này, Bậc Đại Đạo Sư Đức Như Lai đã xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo. Chính ở dưới những cội cây này, thiền nhãn minh đã được thành tựu, sanh tử trí đã được bừng sáng. Lậu tận trí đã được viên mãn. Chính ở dưới những gốc cây này, thánh trí ngũ uẩn đã được chứng ngộ. Sự thật về thân tâm, về cuộc đời, về thế giới đã được Thế Tôn hoàn toàn chánh đẳng chánh giác. Chính là dưới những cội cây này, thánh sự thật đã được hiển bày. Tứ niệm xứ được tròn đủ. Bát chánh đạo được viên minh. Và chính ở dưới cội cây giác ngộ này, Đức Bồ Tát thành tựu cứu cánh đại viên mãn giác. Chính ở dưới cội cây này, Phật Bảo xuất hiện. Pháp bảo được có ra. Tăng bảo được thành lập. Tam bảo. Và ngồi tôn quý nhất của chư thiên và loài người hiện hữu ở thế gian.
đẹp là những cõi cây. Đẹp là màu xanh của lá. Rộng là bầu trời. Thênh thang và bao la. Chính những nơi xa vắng như thế này, Thế Tôn đã đại chuyển pháp luân. Chính những nơi viễn ly tịch tịnh như thế này, Thế Tôn đã nuôi dưỡng sanh ra các bậc hiền thánh trong chánh pháp. Lần lượt, những tỳ kheo xuất hiện trên cuộc đời này, những bậc thánh nhân có mặt trên cuộc đời này, thánh chúng, tăng đoàn, đoàn thể tinh ba thành lập trên cuộc đời này, từ những nơi xa vắng như thế này, từ những nơi thanh tịnh như thế này, từ những nơi núi rừng như thế này, thánh trí được thành tựu, thánh trí được truyền trào, được tu tập, được chứng đắc, được tiếp nối. Đang yêu thai núi rừng, chỗ người phàm không ưa, bị ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc, đẹp là núi đồi, đẹp là những cõi cây, đẹp là trời mây, là hư không thênh thang bao la. Hãy thưởng thức, hãy nếm trải, hãy tận hưởng. Thánh địa như thế này, thánh pháp như thế này, thánh trí thánh đạo như thế này, hãy khéo léo tận hưởng, tiếp nhận, giữ gìn, an trú. Đức Thế Tôn ơi, chúng con đang siêng không 2600 năm. Chúng con gặp Ngài dưới cõi giác ngộ. Chúng con gặp các vị tôn giả, thánh đức, thánh trí tuệ. Chúng con gặp
các vị thánh cư sĩ của Ngài. Chúng con giờ này tâm hòa tâm, thọ dung thọ, linh sơn như tại Bồ Đề đạo tràng ở nơi này. Trúc Lâm Tinh Xá cũng ở tại đây, và non thiên linh thú đang phản phất ngay bây giờ. Đất trời cũng hoan hỷ với chúng con, chư thiên cũng hoan hỷ với chúng con, chư thần cũng hân hoan trong thánh pháp thánh trí tuệ này. Chúng con đã biết đường về cõi giác ngộ. Chúng con đã thấy đường đi về Bồ Đề đạo tràng. Chúng con đã rõ được lối đến chánh giác. Một đại lộ của bình an, một đại lộ của thanh tịnh, một đại lộ của thảnh thơi, của siêu thoát, của siêu thế, siêu phàm, siêu dục lạc, siêu những tham sân si bản ngã của cuộc đời này, vượt qua, bước lên, để đến đỉnh núi của Niết Bàn. Thời phút này thật là quý báu vô giá. Khoảnh khắc này thật là vô lượng vô biên. Ám thọ này thật là thanh tịnh, thanh cao, thánh thiện. Chiếc y phước điện này, chiếc áo ruộng phước này thật là đẹp, là chiếc áo đẹp nhất của trần gian. Thế Tôn ơi, con ngỡ là đang trong mơ, nhưng đây lại là sự thật. Con khoác được chiếc áo của người. Này Ananda,
Ông hãy nhìn những mảnh ruộng ở dưới núi kia, từng ô lúa trổ quằn cành vàng ánh. Alanda, hãy mai những chiếc y cho chư vị tỳ kheo, là những chiếc y ruộng phước. Là vô thượng phước điền y, khoác chiếc áo này, mặc tấm y này, nỗ lực thực hành diệt tận những tham sân si dục ái, vô minh bản ngã, phước báo công đức trí tuệ, làm mảnh ruộng công đức tối thượng giữa chư thiên và loài người. Hãy mặc chiếc y này thật là đẹp, hãy sống thật là đẹp trong cái chiếc y giải thoát này, hãy làm thật là đẹp trong chiếc áo vô thượng này, đẹp nhất trần gian này. Mỗi ý niệm, mỗi suy tư, mỗi hình bóng cảm thọ nhận thức, nỗ lực diệt tận những bất thiện, tinh tấn tinh cần, tăng trưởng phát triển lớn mạnh các thiện pháp. Để không uổng chiếc áo đẹp nhất trần gian này của chúng ta. Bậc đại sư đang ngồi trên hư không và mỉm cười. Thân của Ngài trùm khắp cả hư không giới, đang mỉm cười với chúng ta. Hoan hỷ, Ngài vui lắm vì các con của Ngài là những người con ngoan trò giỏi, những người dũng sĩ chiến sĩ, ngày đêm chiến đấu, ngày đêm chiến đấu, trận tiếng của tâm linh, những trận chiến âm thầm nội tâm, các bậc thánh hiền đang hoan hỷ với chúng ta. Chúng con ở núi rừng tu học như vậy là tốt lắm. Chúng con là những đứa con nghe lời cha, những đứa con có hiếu thảo với cha thầy, những đứa con chấp nhận học pháp, nỗ lực hành trì,
dốc lòng tiến đạo. Nè con có biết không con, cái đầu tròn của con rất là đẹp. Mái đầu này đẹp nhất hành tinh, con có biết không? Một cái mái đầu đã được rũ bỏ tất cả, những tham ái, những dục ái. Những luyến ái, những thân ái của cuộc đời này. Mái đầu của con đẹp nhất địa cầu. Chúng ta tự lấy tay gọi lên đầu mình đi. Gờ lên cái đầu tròn nè. Rờ hai tay đi dò cái đầu. Cảm nhận đi. Đầu này là đẹp nhất địa cầu. Áo này là đẹp nhất hành tinh. Đẹp nhất trần gian. Chúng ta phải tích tụ thiện căn phước đức nhân duyên vô lượng vô số, vô biên kiếp. Chúng ta mới có chiếc áo đẹp nhất trần gian này. Hạnh phúc không? Chúng ta phải tích tụ vô số là công đức, trí tuệ, hiền thiện và từ tâm. Chúng ta mới có được cái đầu tròn, viên đảnh phương bào này, đầu tròn áo vuông này. Mấy người trên thế gian này dám cắt cái mái tóc của mình? Cái răng, cái tóc là gốc của con người. Chúng ta cắt gốc luân hồi sanh tử. Nhổ sạch dục ái, tham ái. Những con người mạnh mẽ, những con người anh hùng, giàu cho là nữ nhi, nước mắt phải chảy xuống, phải chịu những sự khó khăn thức khuya dậy sớm, ăn chay rác ruột, cạo đầu rác da, rầy lá quở trách, áp mình vào trong giới hạnh, giới luật. Chúng ta thật là đẹp. Đẹp, đẹp, thật là đẹp. Hãy thưởng thức cái đẹp của người tu đi. Hãy thưởng thức cái đẹp thanh tịnh này, thanh cao này, cao thượng thánh thiện này. Hãy thưởng thức cho trọn vẹn, hãy cảm nhận cho sâu sắc, hãy tận hưởng giây phút thần thánh này, tối thượng này, vô thượng này. Dáng ngồi của chúng ta là dáng ngồi của Đức Như Lai, là dáng ngồi của bất tử, bất diệt, bất động, bất biến. Đối với thánh pháp là tịnh tính bất động. Đối với thánh sự thật, đối với thánh giới, thánh định, thánh tuệ, thánh giải thoát và thánh giải thoát tri kiến. Hạnh phúc nào bằng hạnh phúc này? Niềm vui nào bằng niềm vui này?
Sự thanh cao nhất ở trên đời này là sự thanh cao của sự viễn ly, xa ly, đoạn ly và xuất ly, là những anh hùng đại sĩ ẩn trú nơi non thiên. Ai dám bỏ như chúng ta? Ai dám bỏ cha bỏ mẹ? Ai dám bỏ nhà bỏ cửa? Ai dám bỏ vợ bỏ chồng? Ai dám bỏ tất cả những sự thân ái trên cuộc đời này? Chính là những vị tu sĩ tuyệt đẹp của chúng ta. Mạnh mẽ lên, dũng mãnh lên, vững bước lên, tiến bước mạnh lên. Chúng ta sẽ không sống nhục nhã, không sống yếu hèn, không sống phàm phu, đê tiện và bẩn thỉu nữa. Phải đạp đổ tất cả những chướng ngại vật, phải vượt qua tất cả những sự trói cột ràng rịch hệ lụy, bường lên, bò lên, leo lên, cho tới đỉnh núi có giải thoát niết bàn. Dầu nước mắt đầy mặt, dầu có bao nhiêu gian khổ khó khăn trước mắt, ta vẫn đạp đổ và đi lên, vượt lên, nhất trí không? Ta phải đầy đủ đại bi đại trí, đại dũng đại từ. Nói về tình thương, chúng ta thương cả vạn loại muôn loài. Nói về trí tuệ, chúng ta xuyên thủng hành tinh này, phá vỡ địa cầu này trong một ánh nhìn, xuyên thủng tất cả các sắc quẩn. Nói về sự dũng mãnh, chúng ta đạp đổ tất cả những chướng ngại vật. Đó là bản sắc của người xuất gia. Đại bi, đại trí, đại dũng mãnh. Mà xuất gia không phải là người yếu hèn, không phải là sống nhục nhã, phải là những con người mạnh mẽ, dám làm, dám bỏ, dám buông, dám đạp đổ qua tất cả những cái tầm thường, những cái thấp hèn, những cái hư ảo của cuộc đời này, những cái vô nghĩa của cuộc đời này. Tất cả là vô nghĩa, vô giá trị. Chỉ có sự chứng ngộ thánh trí tuệ này mới thật sự là có ý nghĩa to lớn nhất của kiếp nhân sinh này. Chúng ta cùng nhau nắm tay với nhau để mà đi về cõi giác ngộ. Chúng ta cùng nắm tay với nhau mà đi về gặp Đức Thế Tôn. Chúng ta cùng nắm tay với nhau để Bồ Đề đạo tràng, về Linh Thú, về Trúc Lâm. Chúng ta về, về đi thôi, về đi. Đừng cứ đi lang thang nữa. Đừng có sống mê muội giấc dơ giấc dưỡng nữa.
chúng ta cùng nắm tay nhau đi. Đưa hai tay ra nắm tay với nhau. Nắm tay nhau, chúng ta trở về cõi Bồ Đề. Nắm tay với nhau, chúng ta trở về cây giác ngộ. Nắm tay với nhau, chúng ta cùng trở về với đấng từ tôn. Hãy nói dòng tay lớn với nhau. Chúng ta về nhà thôi. Chúng ta biết đường rồi mà. Chúng ta thấy đường rồi mà. Chúng ta đã rõ con đường rồi mà. Tại sao còn đi lang thang nữa? Còn muốn vất vơ vất vưởng nữa? Về đi. Mưa bão tới rồi, chạng vạng rồi đó. Màn đêm sắp sửa buông xuống trên thế giới này. Không đi lẹ đó. Bão tố mưa xa, đêm đen mù mịt, không có ai dẫn đường nữa đâu. Không có còn ai dẫn đường nữa đâu. Không có còn ai dẫn đường nữa đâu. Nắm tay nhau đi lẹ, đi nhanh, đi mau, kẻo trễ. Nắm tay nhau và nhìn lên cõi giác ngộ này. Nhìn lên cõi giác ngộ này. Đức Thế Tôn đang ở đây nè. Pháp thân của Ngài đang hiện hữu ở tại đây. Tức là Thánh Tạng Nikaya, Thánh Trí Ngũ Quận, Bát Chánh Đạo, Tứ Thánh Đế, Tứ Niệm Xứ, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần, là Pháp thân bất tử, Pháp thân bất hoại, bất diệt 3000 năm. Và chính nơi này mỗi ngày được vang lên Pháp thân, mỗi ngày được dập đầu cúi lại Pháp thân, mỗi ngày được trào dâng những cảm xúc của sự thật, mỗi ngày được tưới tẩm, được thấm nhuần, thấm gọi, thấm đẫm, thấm ướt, được uống thánh nhũ, được sung sướng, được hạnh phúc, được hân hoan. Pháp thân của Thế Tôn bàn bạc cùng khắp trời đất này, hư không này, đại địa này. Chúng ta cúi đầu kính lễ Pháp thân bất tử của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn ơi, Ngài có biết không? Giờ này con hạnh phúc lắm. Cả một trái tim của con là giàu dạt tình thương của Ngài. Đầy ắp trong lòng ngực của con là từ tâm của Ngài. Toàn thân của con
thấm đẫm lòng bi mẫn của Ngài. Từ đỉnh tóc cho tới gót chân của con là ngập tràn hỷ lạc, sự khinh an, sự nhẹ nhàng, sự thanh tịnh, sự giàu dạt, sự ngọt ngào, tối thượng mà từ vô lượng kiếp vừa qua con chưa từng nếm trải. Cái cảm thọ quý báu hy hữu hiếm có khó gặp như thế này. Tâm con giờ này thật là thanh tịnh, thật là hướng thượng, thật là cao thượng, cao đẹp. Con muốn ở trong cảm thọ này mãi mãi. Con muốn thoát ra tất cả những dục lạc thấp hèn bẩn thỉu, hèn hạ phàm phu vô minh ngu si của cuộc đời này. Con muốn sống như vậy, Đức Thế Tôn ơi. Con muốn an trú tâm như thế này. Tâm hiền trí hiền đức này, tâm hiền thiện hiền nhân này, tâm từ ái yêu thương dạt dào ngọt ngào này, cao quý thiêng liêng thánh thiện làm sao. Chúng con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, cảm tạ ân đức của Ngài. Con xin đảnh lễ cõi giác ngộ Ngài, xin đảnh lễ núi rừng, non thiên thánh trí thánh pháp, đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri vô thượng giác, Đức Thế Tôn.
bậc thầy vĩ đại của chư thiên và loài người. Tánh lễ Đức Thế Tôn. Bậc thấu triệt viên mãn, mọi khía cạnh phương diện, thân tâm của chính mình, thế gian cùng thế giới, vô thường khổ vô ngã, bậc xuất ly viên mãn, đấng giải thoát hoàn toàn, bậc thân tâm tự tại, ly khỏi ngũ quẩn, thành tựu đại pháp thân.
Có mời chư Tôn và chư Hiền chúng ta chia sẻ cảm thọ của mình. Thiền quán con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Con xin cúi đầu đảnh lễ Sư phụ, con xin cúi đầu đảnh lễ chư Tôn Đức và các vị hiền trí ở tại nơi đây. Hôm nay con xin chia sẻ cảm thọ của con. Sắc thân con ngồi đây, khi con nhìn lên cây giác ngộ, hai dòng nước mắt con tuôn trào. Con không kiềm chế được cảm xúc của mình được. Cảm thọ của con nghĩ đến Đức Thế Tôn ngày xưa. Đức Thế Tôn đã độ tất cả đệ tử của Ngài được giải thoát. Hôm nay chúng con cũng về đây, con đảnh lễ Đức Thế Tôn và con nhớ lại gần 2.600 năm về trước. Cũng có một Thế Tôn đã hoằng pháp độ sanh, độ tất cả chúng sanh. Thì hôm nay con xin trình lên Đức Thế Tôn. Hôm nay chúng con đã về đây, bản thân con đã về đây rồi. Con rất là hạnh phúc. Nước mắt con tuôn trào nhưng con rất là hạnh phúc. Con rất cảm ơn Thế Tôn đã cho chúng con ngày hôm nay. Và con đảnh lễ Thế Tôn. Hôm nay Thế Tôn đã cho về đây một đệ tử của Thế Tôn là sư phụ của con về đây để độ chúng con. Chúng con rất là may mắn và hạnh phúc đầy đủ một cái nhân duyên lành mà ráp nhớ về đây để mà nghe sư phụ con giảng. Con kính bạch Thế Tôn, con trình lên Ngài, chúng con đã đầy đủ hạnh phúc và đã đầy đủ duyên lành để về đây. Con nhớ lại hồi xưa con có coi những cái khi Thế Tôn mà độ cho tất cả đệ tử của Thế Tôn, thì ngày hôm nay
Sư phụ của con cũng dẫn về. Sư phụ của con cũng dẫn về để độ sanh, độ pháp cho chúng con và dìu dắt chúng con. Ngày hôm nay, Thế Tôn ơi, cách 2000, gần 2600 năm, lại xuất hiện một người để độ cho chúng con biết tìm con đường giải thoát. Lúc đầu con về, con cũng giận buồn. Con cũng nói sao mình lại là đi về trễ như vậy. Nhưng cái hành của con vẫn nói giống như ngày xưa Thế Tôn đã nói, mà chưa đến lúc, chưa phải thời. Hôm nay, Thế Tôn ơi, chắc có lẽ chúng con đã đến thời, cho nên chúng con được gặp một vị đạo sư như thế này để độ cho chúng con. Con rất là cảm ơn Đức Thế Tôn. Dạ, con xin cậu mong sư phụ cho con thành tâm đảnh lễ sư phụ để tri ân sư phụ, vì con cảm nhận cái pháp này và một người sư phụ này con đã tìm rất là lâu, nhưng con không bao giờ tìm được. Ngày hôm nay con đã được về rồi. Sư phụ ơi, con đã được về rồi. Con đã về được đạo tràng của người. Con rất là may mắn và hạnh phúc. Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn đã ngày hôm nay đã được ở trần gian này mà đã được một người thầy để dìu dắt cho chúng con như vậy. Chúng con mừng vui lắm. Con không cầm được cảm xúc của mình. Dạ con xin đảnh lễ sư phụ. Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đảnh lễ Đức Thế Tôn Chánh Pháp và Thánh Chúng, nguyện con thành tựu lòng tin bất trọng đối với sự thật mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý cô và quý bậc hiền trí. Con xin thưa sư phụ, lịch sử của Phật thì đã hơn 2000 năm, nhưng cảm xúc của con thì dâng trào. Khi sư phụ đưa chúng con lên đây ngồi thiền,
như con liên tưởng đến cách đây hơn 2000 năm. Đức Phật đã từng cực khổ từ gốc cây này đến gốc cây kia, từ rừng này đến rừng kia để mà đi giáo hóa. Cái hình ảnh mà hình ra trong con thì cái quá khứ với cái hiện tại nó cũng như nhau. Bây giờ thì có sư phụ cho con ôn lại những gì mà quá khứ đã hơn 2000 năm. Con thấy rất là hạnh phúc, mà con cũng tiếc vì con quá trẻ mà không biết có trẻ nữa không. Sư phụ đích thân đem cái giáo pháp của chư Phật mà hơn 2000 năm để mà dạ, lo cho chúng con tu học. Con xúc động, con thấy rất là quý giá. Cái hình ảnh của tăng đoàn thời Đức Phật còn tại thế, và hình ảnh của sư phụ và tăng đoàn của ngày hôm nay là một. Con vô cùng cảm động. Còn khi thầy sư phụ có nói tấm y là vô vàng quý giá của tăng đoàn, con lại nhảy ra một trong đầu con. Con xin đọc bốn câu thơ con vừa mới viết ra. Mong sư phụ hoan nghị cho con. Đẹp thay chiếc áo cà sa, tăng đoàn y hậu thật là đẹp thay. Tăng đoàn tu tập ngày ngày, định cao giác ngộ, định cao giải thoát. Cô thầy bước lên, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính bạch sư phụ, con kính bạch chư tôn và con kính bạch các vị chư hiền ạ. Hôm nay ở đây cảm thọ của con là nó ngập tràn lòng biết ơn ạ. Con nghĩ đến tấm lòng của sư phụ trong quá trình dạy dỗ cho chúng con, thì sư phụ luôn tìm nhiều cách. Sư phụ thay đổi không gian học tập của chúng con, để mọi người cảm thấy là có nhiều và cảm thọ để cái kiến thức nó dễ hơn. Con cảm ơn và biết ơn tất cả đạo tràng, thì mỗi lần mà thay đổi không gian học tập thì những cái đạo cụ chúng con đang ngồi thì cũng được chuẩn bị ạ. Ngoài lòng cảm thọ thì về biết ơn thì con còn cảm thấy là ở đạo tràng mình có một cái tinh thần rất là tốt ạ. Hôm nay trong buổi thiền thì có một con rắn ạ. Nó đang bò ở phía các vị nữ. Nhưng mà con thấy mọi người dù mặc dù là rất là sợ hãi, nhưng mà vẫn giữ một cái trật tự để cho cái oai nghi của đạo tràng ạ. Đó là cảm thọ của con ạ. Con xin hết ạ. Con cảm ơn ạ. Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, kính bạch các chư tôn hiền đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng. Thì giống như sư cô
vừa nói, tức là có một con rắn ở đây thì cái cảm thọ đầu tiên của con là sợ. Nhưng mà thay vào đó con vẫn hoan hỷ, tại vì không chỉ là tăng đoàn của chúng ta, nhưng mà giáo pháp tối thượng này cũng cảm hóa được tất cả các chúng sinh, kể cả cái bạn rắn này đứng đây nãy giờ mà bạn vẫn không chịu đi. Thì con hiểu được là bạn cũng mong muốn được thọ nhận cái giáo pháp này và tìm đến được cái, và có thể sanh được vào cõi lành cũng giống như mong muốn của tất cả chúng ta. Thì hình bóng của con là con tưởng đến cái hình bóng của bản thân mình từ xưa đến nay. Mặc dù con quay cuồng, con bộn bề, con tìm mọi cách để con kiếm tiền, con lo toan cho cuộc sống. Và mỗi khi con mỏi mệt thì con cứ nghĩ là bây giờ mình tìm bình yên ở đâu. Và cuối cùng thì đây chính là cái nơi dừng chân của con. Con tìm thấy được cái vùng đất này, cái mảnh đất này, và tìm thấy được sư phụ, người đã truyền trao cho chúng con những cái chân lý, những cái giáo pháp tối thượng. Và con đã thực hành quán chiếu bản thân mình để nhiếp phục cái nỗi sợ, tức là những con rắn và những con sâu hiện tại đang ở xung quanh chúng con. Thì đó là cái bản thân con đã thành công một phần nhỏ. Và con, cái hành của con là con suy nghĩ, con nguyện là tất cả chúng con phải cố gắng tinh tấn tu tập. Tại vì con nghe sư phụ nói, nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn nói đây là chuyến đò cuối cùng. Và con cảm ơn đời, tại vì con may mắn đã lên được cái chuyến đò cuối cùng này để trở về với cái chốn an lành và tìm được bình yên trong con. Con chúc tất cả mọi người cùng tu tập tinh tấn. Con xin hết ạ. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ bậc đạo sư và sư phụ, bậc ân sư minh sư của chúng con. Chúng con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ quý thầy quý cô cùng các bậc hiền trí đang có mặt tại hôm nay. Con kính bạch sư phụ cùng đại chúng, hôm nay thật là hạnh phúc cho chúng con. Từ khi chúng con tham dự khóa tu lần này và mỗi lần xuất hiện của sư phụ đều đem lại cho chúng con những cảm thọ rất là hỷ lạc. Và hôm nay cũng vậy, nhưng cảm thọ hôm nay của chúng con rất là đặc biệt. Bởi vì qua nội dung bài thiền quán dẫn thiền của sư phụ, chúng con cảm nhận được đây là ngày sư phụ đã dẫn thiền để đưa chúng con xuyên không gian trở về nơi cây Bồ Đề mà Đức Thế Tôn đã thiền định và chứng ngộ để trở thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và hôm nay được sư phụ tái hiện ngày thành đạo của Đức Thế Tôn. Cho nên trong cảm thọ của con khởi lên một niềm hoan hỷ, hy vọng và tin tưởng chúng con như được sống lại vào thời đó để được hạnh phúc và hân hoan tột cùng khi Đức Thế Tôn chứng ngộ. Và tượng của chúng con khi nhìn thấy sư phụ ngồi, và hôm nay phong thái của sư phụ cũng rất là đặc biệt. Bình thường giọng nói của sư phụ cũng đã ấm áp và tràn ngập tình yêu thương, nhưng hôm nay giọng nói của sư phụ càng trầm lặng, ấm áp hơn. Và từ phong thái này chúng con liên tưởng đến hình ảnh của tôn giả Asa-di khi Ngài đi khất thực với phong thái khoan thai đó đã chinh phục
Tôn giả Xá Lợi Phất và Ngài đã hỏi Tôn giả A Sa Di, thầy của Ngài là ai? Thì Tôn giả A Sa Di đã trả lời đó là Đại Cồ Đàm. Và Tôn giả Xá Lợi Phất đã hỏi thầy của Ngài dạy cho Ngài pháp gì? Ngài A Sa Di đã nói tất cả đều do duyên sinh, có sinh, có diệt. Và chỉ với phong thái khoan thai của Tôn giả A Sa Di, Tôn giả Xá Lợi Phất lúc đó đã bừng ngộ và đã đi theo Tôn giả A Sa Di để diện kiến Đức Thế Tôn. Hôm nay với bài thiền quán của sư phụ đã dẫn chúng con lại trong thời gian Đức Thế Tôn ngồi thiền định, và trong bài dẫn thiền của sư phụ đã chỉ ra tứ niệm xứ, trong đó chúng con có cảm nhận cả 16 hơi thở. Và cũng chính trong đêm giác ngộ đó, Đức Thế Tôn bằng thiên nhãn thuần tịnh đã soi thấu và cảm nhận được, thấy được rằng đây, sự giác ngộ này cũng chính là con đường này mà các bậc chánh đẳng giác xưa đã đi qua. Rồi sư phụ đã nói cho chúng con về 37 phẩm chánh giác để đưa đến giác ngộ. Thật là hạnh phúc thay cho chúng con đã được sư phụ hôm nay, chúng con đã sống lại, đã sống lại trong chánh pháp của Đức Thế Tôn. Và trong giây phút hiện tiền này, hình ảnh của chúng con nhớ lại Đức Thế Tôn lúc chứng ngộ bằng thiền định. Và sư phụ cũng đã dẫn cho chúng con thấy trong bát chánh đạo thanh định là phải chứng được tư thiền. Và đây cũng là pháp môn mà Đức Thế Tôn đã truyền trao cho chúng con, và thông qua vị đệ tử ưu tú của Ngài là sư phụ hôm nay lại nhắc nhở chúng con. Và quả thật, khi ngồi trong đại chúng yên lành này, dù cho phía sau lưng con là một chú rắn đi nữa, thì theo lời dạy của sư phụ, con cũng như đi tắt ý. Chúng con kính mời hiền giả hãy cùng chúng con tu tập và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Hôm nay sư phụ của chúng con đang dẫn chúng con trở về ngài thành đạo của Đức Thế Tôn. Mong hiền giả đừng làm các hiền giả khác phải hoảng sợ. Và con cũng cảm nhận được rằng hiền giả kia cũng nghe biết thì sư phụ đang giảng pháp, cho nên cũng muốn đến để lắng nghe và cũng muốn đến để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Chúng con trong ý hành lúc này, khi sư phụ dẫn thiền về đầu tròn áo vuông này, nhưng nhắc nhở chúng con khi khoác trên người chiếc áo của đệ tử xuất gia, hãy nhớ đến ngài thành đạo của Đức Thế Tôn để cùng nhau tinh tấn. Đức Thế Tôn là vị tri kiến, kiến đạo, vị khai đạo. Ngài đã đi trên con đường đó và thành tựu, thành bậc chánh đẳng chánh giác. Chúng con là đệ tử của Ngài, dù cách xa Ngài 2600 năm đi nữa, nhưng nếu chúng con tin tưởng tuyệt đối bằng niềm tin bất động và vẫn bước đi trên con đường bát chánh này với sự dẫn dắt của chư sư phụ, chúng con tin chắc rằng chúng con cũng sẽ thoát ly sanh tử bằng trí tuệ học tập của mình. Một lần nữa, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn ơn đức sư phụ hôm nay đã cho chúng con một cảm thọ vô cùng đặc biệt, và chúng con sẽ nuôi lớn cảm thọ này trong suốt những quãng ngày sau này trong tu tập để được đạt những gì chưa chứng đắc, đền đáp ơn đức của Thế Tôn, ơn đức của bậc đạo sư đã đem máu và nước mắt viết nên kinh Hoa Nikaya này. Và sư phụ
cũng bằng cả tâm huyết của đời mình để dẫn dắt chúng con tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta trở chân đứng lên và cầm cái tấm bồ đoàn cho tòa cổ của mình. Chiều nay con đãi đại tiệc chánh pháp chúng ta chịu không à? Mấy ngày rồi mình mới được ra ngoài trời. Chiều nay chúng ta sẽ qua cái tảng đá phía bên kia để ngồi ngắm nhìn núi đồi trời mây vạn vật. Chúng ta tiếp tục chia sẻ, tiếp tục trang trải về tứ vô lượng tâm. Cầm cái bộ đoàn tọa cổ của mình đi. Hôm nay, chiều nay chúng ta tu giả ngoại. Kêu ngoại, kêu nội về tu với mình luôn.